Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách làm cá bóng cát kho tiêu. Món ăn này vô cùng thơm ngon trong những bữa cơm gia đình, ăn kèm với thêm một món canh nè, một món rau luộc hoặc là rau xào đều rất là ngon. Để kho như thế nào, cá lên màu đẹp sánh kẹo. Mà cách kho không cần cho nước thì cá sẽ ngon, dai mà không bị bở. Đổi món trong những bữa cơm gia đình thì món cá bóng cát kho tiêu này rất là hấp dẫn luôn. Đầu tiên ở đây mình sẽ có 5 con cá bóng cát. 5 con này nặng 400g. Mua về thì mình cũng cho muối và chanh vào để mà mình khử đi mùi tanh của cá đó các bạn. Sau đó sơ chế rửa sạch nha. Đi chợ sớm thì mình mua sẽ được những con cá tươi ngon. Thì khi mình kho lên, ăn thịt rất là dai và ngon không bị bở. Tiếp theo mình chia sẻ đến với các bạn phần gia vị kho. 5 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một ít tiêu và nửa muỗng lưng cà phê muối. Mình sẽ có ở đây thêm một vài hạt tiêu xanh nha, để cho nó thơm. Còn các bạn không có thì thôi, cũng không sao. Ở đây thì mình sẽ có thêm hành lá nè. Rồi gốc hành lá mình cũng đã cắt nhuyễn. Để cho cái món này được thơm ngon á, thì phần gốc hành lá mình sẽ để riêng, để chút nữa mình sẽ ướp với cá nha. Tiếp theo mình sẽ có mỡ heo và tép mỡ. Thì kho món này ăn nó sẽ được ngon, rất là thơm luôn khi mà mình kho cá. Bây giờ mình sẽ đi ướp cá trước, sau đó mình mới kho, thì cá sẽ thấm gia vị rất là ngon. Tiêu xanh thì mình đập dập một ít mình cho vào để mà mình ướp luôn. Phần tiêu này khi mà mình ướp với cá kho rất là thơm. Gốc hành lá mình cho vô luôn khi mà mình ướp cá nha. Rồi sau đó mình cho vô đây một ít tiêu, tùy theo các bạn thích nhiều hay ít nha. Đường, bột ngọt, muối, nước mắm, tất cả mình cho vào. Ướp cá trước như thế này sẽ giúp cho gia vị thấm vào cá và khi kho, thịt cá sẽ săn lại và bóng hơn. Tiếp tục mình cho vô đây một muỗng canh dung nước màu để kho cá. Nước màu này mình tự làm ở nhà, cũng có video chia sẻ rồi. Nếu mà các bạn nào muốn làm á, thì mình tìm cách làm nước màu của Tú Lê Miền Tây sẽ ra video cho các bạn tham khảo ha. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên nha. Nước màu này mình thắng màu rất là đẹp, không quá đậm đâu các bạn. Để mà khi mình kho thì nó sắc xuống, lên màu vô cùng đẹp luôn. Tiếp tục mình cho vô đây một ít tép mỡ và nước mỡ nữa nha các bạn. Thì khi kho đó, con cá nó sẽ rất là bóng luôn, mà thơm nữa. Tép mỡ thì tùy theo các bạn là thích ăn ít hay là ăn nhiều ha. Ở đây thì mình cũng cho hơi nhiều nha. Tại vì khi kho đó, có tép mỡ vô rất là thơm. Đây các bạn coi nè, phần nước vô cùng sánh và lên màu vô cùng đẹp luôn. Ướp được 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho cá vô chảo nha các bạn. Vô nồi để mình kho luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở bếp lên nha. Trước thì mình sẽ mở bếp lớn đi, để cho cái phần nước cá mình nó được sôi lên. Khi ướp gia vị thì trong cá nó cũng ra thêm một ít nước nữa đó các bạn. Cho nên là mình không cần thêm nước nha. Bây giờ thì phần nước cá kho đã sôi lên rồi nè. Mình sẽ cho nó sôi lên một chút nữa rồi mình sẽ giảm lửa nhỏ lại, mình kho từ từ nha. Thì như vậy á, gia vị sẽ thấm vào cá ăn rất là ngon. Khi mà con cá nó săn lên một chút rồi á, thì mình sẽ trở bề nha. Trở nhẹ nhàng nha các bạn. Khi mà mình ướp gia vị rồi đó, thì con cá cũng thấm gia vị á. Thịt cá sẽ dai lại, săn lại, rất là ngon luôn. Đó, mình trở bề. Khi nào mà mình thấy cái phần nước nó hơi rút lại, thì mình sẽ không cần trở nữa, mà mình sẽ giảm lửa nhỏ lại, mình kho từ từ. Đây các bạn coi nè, màu lên vô cùng đẹp luôn. Mình kho được một lúc rồi thì phần nước nó cũng đã sắc xuống. Nhưng mà mình sẽ kho thêm một chút nữa
để cho nó sánh kẹo thêm. Tùy theo khẩu vị của mỗi nhà thì các bạn có thể nêm nếm lại nha. Tại vì cái nước mắm nó sẽ có cái độ mặn là khác nhau. Nước mắm mình kho thì cái độ mặn nó không có cao lắm nha các bạn. Nếu mà trong trường hợp nước mắm của các bạn nó quá mặn thì mình có thể thêm một ít nước sôi. Các bạn đừng nên thêm quá nhiều nước, thì như vậy cá nó sẽ không có được dai và ngon nha. Kho sánh kẹo được như thế này rồi, mình sẽ thêm một ít hành lá nữa. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm một ít tiêu nữa nha các bạn. Thì như vậy món cá kho tiêu của mình nó sẽ rất là thơm và ngon luôn. Ăn với cơm nè, với canh hoặc là rau luộc, rất là tuyệt vời trong những bữa cơm gia đình. Mình sẽ ăn kèm với cơm nè. Đó, một con cá rất là dai và ngon luôn. Thịt cá không hề bị bở luôn nha các bạn. Mà cái nước kho nó cũng lên màu rất là đẹp luôn nè. Cho nên là khi thắng nước màu á, mình nên thắng cái độ màu vừa phải thôi. Đừng có nên đậm quá. Đậm quá thì cái phần nước màu nó sẽ khét, thì ăn nó cũng không tốt cho sức khỏe nữa đó các bạn. Mà khi mình kho rồi á, cái màu nó sẽ từ từ sắc xuống thì nó sẽ lên màu đẹp thôi. Đây các bạn có thể cho thêm một ít tép mỡ vào nữa nha. Thì món này ăn kèm với tép mỡ rất là ngon. Trong những bữa cơm gia đình mình không biết ăn món gì thì đây là một cái món cá kho đổi vị rất là thơm ngon và cũng rất là dễ làm tại nhà. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.